Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Đây là một cái áo đầm vải xô mà CC nói thật nha, đẹp xuất sắc luôn. Đẹp mà CC mê luôn đó, nhưng mà rất tiếc là không có size của CC. Những cái áo đầm vải xô hai dây, cổ tim, cổ tròn, có tay buộc nơ này nọ rất là nhiều. Nhưng mà cái kiểu áo đầm mà vải xô trắng mà nó như vậy nè các chị em, rồi nó còn được cái cắt ngang cái phần eo này, nó ăn gian cái phần lỡ chúng ta có ăn no đó. CC gọi đây là đầm che khuyết điểm ha. Trời ơi, CC mê luôn. Cái mình vải xô nè, không nhăn nha. Cái này mới là cái mê đó các bạn. Tiếc thiệt là tiếc luôn, không có size của CC luôn. CC hỏi cái tiệm này đó là cái này có size của CC không? Họ nói là có nhưng mà đã bán hết rồi. Tiếc thiệt là tiếc luôn á. Bây giờ CC cũng không biết làm sao mà mua được. Phải chi mà CC mua được cái áo đầm này size của CC là CC sẽ mặc đấy, trong cái mùa du lịch này của CC rồi. Trời ơi, CC mê, không biết diễn tả luôn các bạn. Đẹp vô cùng đẹp, đẹp xuất sắc luôn đó. Nè, mê ly luôn các bạn. Cái này là size medium. Chị em nào mà size medium á, mua cái áo này đi, đừng có bỏ qua. CC nói thật đó, mê luôn đó. Mê 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 luôn. CC đó hả, nếu mà được hơn cái 100 điểm là CC chấm cái áo đầm này 200 điểm luôn, chứ đừng nói là 100 điểm. Tại vì sao? Có bao giờ các bạn nghe nói vải xô mà không nhăn không? Đây, vải xô không nhăn. Cái điều này làm cho chị em nào cũng mê, chị em nào cũng thích. Vì khi chúng ta đi du lịch dưới một cái nắng hè oi bức như vậy, thứ nhất nó được màu trắng, thứ hai là cái kiểu dáng nó quá là fashion, nó quá sức là đẹp luôn, đúng không ạ? Đẹp không thể tưởng tượng được luôn đó các bạn. Nhìn cái dáng áo là các bạn biết đẹp rồi ha. Đẹp mê ly luôn, đẹp không thể nào tưởng tượng được luôn đó các bạn. Trời ơi, đẹp chết người luôn, không có size của CC, buồn quá à. Trời ơi, mê ly luôn. Mà giờ không biết CC có thời gian để đi tìm không, vì bắt đầu vài ngày nữa là bận rộn dữ lắm rồi. Đây các bạn, quá đẹp, đẹp quá sức tưởng tượng, không tin luôn. Chị em nào size medium đừng bỏ qua cái áo đầm này. Cái áo đầm này rẻ lắm, không có đắt tiền đâu. Thương hiệu này cũng ok thôi, nó không có thấp thật là thấp, mà nó cũng không phải là thương hiệu nổi tiếng, nó ở cái trung bình. Mà nó đẹp, trời ơi, CC không diễn tả luôn, CC mê đó. CC thích quá trời là thích luôn á. Nè, CC mặc thử rồi, bây giờ CC cột cái bụng ăn gian lại thì cái bụng nó nhỏ ok, nhưng mà cái chỗ này nè các bạn, nó không có đẹp, nó không có vừa với CC. Cái nách đó nó bị đưa ra, nó không có đẹp. Quá sức là đẹp luôn đó các bạn. Chị em nào size medium đừng bỏ qua cái áo đầm này, CC nói thật luôn. Nếu mà lỡ có dài thì đi cắt nó lên một chút, nhưng mà CC nghĩ là nó không có dài đâu. Không có dài đâu các bạn. Đẹp mê ly, đẹp trên cả tuyệt vời luôn. Một cái duy nhất nha, không còn luôn nha các bạn, không còn một cái size nào luôn. Mê ly luôn các bạn ơi, đẹp vô cùng luôn. Rồi đây là cái thứ nhất. CC chia sẻ cái video này mà CC buồn luôn á. Và tại vì không có size của CC, CC buồn quá đi. Thì đây là cái áo đầm thứ hai. Trời ơi, CC nói với các bạn là đẹp mê ly luôn. Đẹp trên cả tuyệt vời luôn. CC đó là chỉ đi tìm những cái nào mà mình vải xô, mình vải không nhăn mà đẹp như vậy nè các bạn. CC nói thật đó, các chị em đi nhảy đầm, tối đi vô trong club, là size của CC khi mặc nó rộng quá. Nhà cả nhà thấy không? Rộng quá, cái tự nhiên cái chỗ này của mình nó bị đưa ra như vậy. Mà bây giờ đó, nếu mà cố tình ha, cố tình mà cột cho nó sát vô như vậy thì nó đụng ngay cái ngực nè, các bạn thấy không? Không được. Chị em nào to hơn CC một chút xíu, có cái bụng á, có cái bụng một chút, thì chị em sẽ mặc vừa cái này. Đẹp quá trời là đẹp, CC mê cái áo đầm này luôn. Thứ nhất là mình vải, vải này nó vừa là vải thun, có giãn nè, vải thun ha, mà nó nhẹ.
Với lại đó, các bạn coi cái độ xòe của nó may nè, đẹp mê ly, đẹp tuyệt vời luôn. Mà một cái điều làm cho CC mê cái áo này là ở cái gì, các chị em có biết không? Đây, mê không ạ? Cái túi quá không ạ? Thứ nhất nó được cái tà như vậy là nó đã đẹp rồi nè. Đó, như vậy là đã đẹp rồi đó các bạn nè. Đó, các bạn thấy không? Trên cả tuyệt vời luôn. Các bạn nào ngại, sợ nhảy đầm mà thấy này nọ đó, lỡ đó, thì mang vớ da vàng. Đẹp mê ly, đẹp trên cả tuyệt vời đi. Đã vậy còn thêm cái túi nữa. Nhưng mà CC bị rộng quá nè, các bạn thấy không? Nè, nó rộng ra như vậy làm sao CC mặc được? Thật là tiếc luôn. Nè. Đó, size small mà như vậy sao mà mặc được? Bây giờ kéo hết qua bên này luôn nè. Trời ơi, thì tự nhiên nó đè lên cái ngực của mình, kỳ lắm, không được. Tuyệt đẹp luôn. Chị em nào muốn mua thì mua ha, có một cái một à. CC mua cho CC mà. Đó, tuyệt đẹp luôn. Đúng không ạ? Trời ơi, cái này mà CC nói các chị em mà nhảy đồng đó, hoặc là các chị em bước đi đó, trời ơi, mê lắm luôn đó ha. Tuyệt đẹp luôn. Nguyên một cái video này CC sẽ làm cái giá tiền trung bình thôi. Vì đây á, là những cái mặt hàng nó ở cái giá trung bình cho chúng ta mặc mùa hè. Cái nào mà hàng hiệu CC sẽ để riêng vào một cái video hàng hiệu. Còn những hàng nào mà nó trung bình thì CC để trung bình. Còn những cái thấp, thật là thấp nữa CC không có đâu ha. Đó, tuyệt đẹp luôn đó các bạn. Mấy cái này nè, nó sale có 20% chứ đâu có sale nhiều đâu. Tại vì nó đang trong mùa mà. Nó sale 20% là tại đúng cái ngày CC đi đó. Chứ bình thường nó cũng đâu có sale. Thì các bạn ở Mỹ các bạn biết rồi, những cái đồ thời trang cho mùa hè như vậy ít có sale lắm. Vì nó bán cũng rẻ quá, được sale gì nữa. Đẹp không ạ? Đẹp mê ly, đẹp trên cả tuyệt vời. Bạn nào cũng mê cái đó, bảo đảm. Bạn nào cũng mê cái túi này nè. Cho nên chị em nào mà nhanh, thật là nhanh, sẽ vào mua được cái áo này là size small. Cái áo trắng hồi nãy là size medium. Cái áo trắng không có túi nha, cao đen này có túi. Như đây là các bạn đủ mê rồi đó, CC nói thật. Đó, tuyệt đẹp luôn, rộng quá nè. Thấy không? Các bạn ngực nhỏ đó, thì các bạn không cần phải mặc cái áo bên trong đâu. Ngực nè, này nó có cái móc nè. Các bạn móc nó vào, thì nó sẽ là cái cổ tim như vậy. Nó không có chạy qua chạy lại. Nhưng mà tại vì CC đó, cái áo này nè, nó không đúng với CC đó, cho nên nó bị, ha. Đó, ngực bự quá, chán nè. Đó, ở nhà thấy sao? Quá sức đẹp luôn. Size của CC đó tuyệt đẹp luôn. Nhưng mà các bạn coi nó dài như vậy sao CC mặc? CC mang tất 2, tất rưỡi thì CC nghĩ là được. Nhưng mà đi du lịch mà sao mà CC mang được tới tất 2, tất rưỡi? Đi du lịch CC mang dép xẹp, mang sandal, mang cao 5 phân như vậy thôi à. Trời ơi, CC nói mê luôn. Cái mình vải ở bên trong nè, bằng muslin á. Chị em dễ biết phân biệt đồ mà nó từ khá trở lên đắt tiền. Cái mình vải ở bên trong, một là bằng muslin, hai là bằng phi bóng. Những cái đồ đó là toàn là đồ từ khá trở lên tới đắt tiền không. Còn những cái loại mà vải thun bình thường là đồ fashion. Đẹp không các bạn? Thật sự là quá đẹp với cao đầm này luôn. Dài quá, uổng quá là uổng luôn. Tuyệt đẹp luôn đó các bạn. Mê ly luôn. Rất là có cá tánh khi các bạn mặc áo đầm này. Bụng các bạn bự cỡ nào, mông các bạn to cỡ nào, có ăn no cái bụng bự cỡ nào cũng không ăn nhầm gì ở đó hết. Nè các bạn coi nè. Nó che hết cho các bạn luôn. Tuyệt đẹp không ạ? Tất cả là size của CC, toàn là đồ của CC không à các bạn. Cái nào mà có size khác đó là cái đó nó phải quá đẹp, hoặc là CC thấy ở con CC mặc được, hoặc là bạn CC mặc được, ai mặc được CC mới mua. Cái đó trường hợp ngoại lệ. Có mua ha, nhưng mà ngoại lệ. Nhưng mà những cái đó thì CC lại không mặc vào người CC cho các bạn xem được.
Cho nên là đó là lý do làm cho các bạn phân vân, các bạn không có dám mua. Vì các bạn không thấy, chỉ thấy trên con mannequin thôi. Cho nên các bạn bị confused. Nhưng mà đây, đây là cái áo mà đẹp. Vừa đẹp vừa sang luôn đó, CC nói thật nè. Đó, phải chi mà nói như vậy cho CC là ok nè. Nếu mà CC muốn mang được cái đôi dép thấp á, CC phải cắt lên ít nhất phải là 5 phân luôn á, 5-7 phân. Nếu CC mang hút cao thì ok. Còn CC mang cái 5 phân như vậy là không được. Mang tất 2 thì được á. Nhưng mà đi du lịch không mang được như vậy. Trời ơi, thích lắm. Cái mình vải ở bên trong á, mát. Tuyệt đẹp đó nè. Một cái duy nhất thôi nha. Size small, chị em nào muốn mua thật là nhanh nha. Không còn nữa đâu các bạn. Tại mấy cái này CC mua tích trữ lâu rồi, cho nên là mới còn như vậy nè. Đó, đẹp không ạ? Tuyệt đẹp. Cái đầm này nè các bạn mang giày bút thấp thấp cũng đẹp lắm đó. Vì nó là cái dạng như vậy mà, nó là cái dạng bụi bụi mà. Quá là đẹp cái đầm này. Đây là một cái áo đầm thời trang fashion thôi. Rất là đẹp. Thứ nhất là nó dài, thứ hai là nó cắt ngang eo ở đây. Bụng các bạn to cỡ nào, các bạn như thế nào, nó cũng che cho các bạn hết. Đã vậy còn có thêm cái túi. Dạ. Đầm này CC có nhiều lắm, CC mặc thường xuyên luôn. Nhưng mà CC mặc small à, nhưng mà cái này small này các bạn thấy nó rộng thùng thình không? Nha. Đó, nè. Đó. Nó bị cái ngực đưa ra rồi nó bị cái phần eo này nữa. Một cái duy nhất nha, mấy cái này CC mua lâu lắm rồi đó mới có nha các bạn, chứ bây giờ không bao giờ còn đâu. Những cái này là hết từ lâu rồi đó. Đơn giản bình thường mà đẹp lắm luôn đó các chị em. Mặc mùa này được, mặc mùa thu được. Đơn giản, lịch sự mà đẹp. Đây chỉ là những cái áo đầm thời trang fashion thôi ha. Cái này đó là CC mặc rộng nè. Thì chị em nào mà hơn CC cái phần bụng thì mua được. Nè các chị em thấy không? Cái ngực nó đội cái áo lên, cái nó đưa cái này ra rất là kỳ luôn. Không có đẹp. Đó. Dạy đầm này CC mặc nhiều lắm cho nên các bạn yên tâm là đẹp lắm. Các chị em á, nè, rộng thế, rộng. Đó, nè. Nó như vậy nè. Đó, nếu mà CC mặc vừa là nó phải ôm vào như vậy nè, nó mới là đẹp. Đúng không? Nó phải đưa cái phần ngực ra, cái phần eo như vậy thì mới là đúng size của CC, mới là đẹp. Còn này nó dư một khúc như vậy, nó dư một khúc như vậy mặt. Nè, tự nhiên nó đội chỗ này lên, thấy kỳ không? Đó. Đơn giản bình thường, một chiếc áo đầm này có thể giúp cho các bạn đi tất cả các nơi, làm đủ mọi thứ việc luôn. Vì sao? Vì nó rất là lịch sự. Các chị em nào mà muốn đeo cái beo bự, beo da, beo bự ngay đây cũng đẹp lắm luôn đó. Nè, đẹp quá luôn. Cho nên là CC mới mua vải ren. Mà nó có ánh ánh như kim tuyến. Cái này đó thì chỉ dành cho các chị em đi ăn tiệc thôi ha. Chứ mà trưa hè nóng nực mà mặc với cái ren này không được đâu. Nhìn nó có vẻ như là nó nóng nực thêm mà nó ngứa. Ở bên trong nó mát lạnh nè ha. Chị em nào mà không mặc quen áo hai dây đó thì đây chính là cái áo khoác. Cái này size 10 nha. Có một cái một thấy đẹp quá sale mua luôn. Sale rẻ lắm, 50% lận. Nè, đó. Thấy không? Không phải size của CC, mặc vô nó kỳ lắm. Nó sao? Đó, như vậy. Rất là lịch sự. Các bạn mặc đi nhà thờ được, mặc đi bất kỳ nơi nào. Các chị em nào mà size small giống CC đó, những cái dạng áo lẫn như vậy nè, size small, X small, mà bằng vải ren có, vải thun lạnh có, vải kate có. CC nhiều lắm, CC có tới mấy chục cái luôn á, cứ rẻ on sale mua để đó vậy thôi. Thì các chị em nào mà cần những cái dạng áo khoác màu đen, màu đỏ hoặc là gì gì đó cho CC biết. CC mua để dành vậy đó. Cái này size 10 mà cái tay CC cũng vừa ha. Đó. Đi ăn tiệc chúng ta nên mặc những cái nó có một chút xíu ren, nó có kim tuyến như vậy. Vô dưới ánh đèn đó nhìn các bạn rất là sáng, rất là đẹp. Còn nếu mà đi ăn tiệc vô dưới ánh đèn mà các bạn mặc một cái áo đen không, nó không có một tí gì là kim tuyến thì nó không đẹp đâu các bạn. Đi ăn tiệc, chúng ta đẹp là đẹp nhờ ánh đèn đó. Cho nên phải lựa những cái nào mà nó có một chút gì đó ha. Nhờ ánh đèn để cho chúng ta đẹp mà. Cái áo này nè,
mua on sale 50% cho nên cũng rẻ. Rẻ CC mới mua đó mà CC không nhớ nhiều thôi. Để CC hỏi lại chị của CC ha. Có một cái duy nhất à, size 10 nha. Tiếp theo. CC mệt quá rồi, hết hai đồ nổi rồi, trời nóng quá. Bữa nay bên CC là 98 độ luôn á. Giờ chiều tối hồi nào mà nó còn nóng hừng hực như vậy nè. Cho nên CC thay ít ít thôi ha. Đây CC cầm lên như vậy là các bạn cũng hình dung được. Cái này đó là CC mặc rồi đó, các bạn nhớ không? Đây là mình vải giống như là xô đó. Nhưng mà cái mình vải nó hơi dày một chút, nhưng mà nó lại không có nóng nha. CC mặc rồi đó. Trời ơi, cái cổ vuông ở trên nó rộng quá. Đó, nó là cái dạng như vậy nè. Đẹp lắm đó các bạn. Mặc vào đó nhìn các bạn giống như là một cái cô thư sinh hay là một cái nàng công chúa hay cái gì đó, CC không hình dung được. Nhưng mà đẹp lắm, thật là đẹp luôn. CC mặc rồi, CC biết, nhà ai cũng khen hết. Từ trên lầu đi xuống, cháu ngoại nhìn lên nói: ngoại, ngoại đi đâu mà ngoại mặc đồ đẹp vậy? Nó đâu có đi đâu đâu con, ở nhà mà. Cái vô nó không giống ai hết trơn á, nhưng mà nói chung là như vậy nè. Đó các bạn thấy không, cái tay bèo bèo, cái cổ vuông vuông nè, đó nhìn nó rất là đẹp nè. Cái này là các bạn mê nè, đúng không? Trời ơi, chị nói là trên cả tuyệt vời luôn đó, tuyệt đẹp luôn, vừa đúng luôn nè, không cần phải cắt like không gì cả. CC có cái áo đầm này rồi, CC mặc rồi, cho nên CC biết rất là tự tin để nói các bạn hãy mua lấy cái áo đầm này. Tất cả là size CC không à nha. CC khùng lắm, khi mà nó on sale đó, đúng size CC vài ba cái CC mua hết trơn à. Không biết sao nữa nhưng mà vậy đó, tuyệt đẹp luôn. Định không mặc vào cho các bạn xem rồi, nhưng mà thôi, cầm cái cổ nó tuột hoài à, thôi mặc luôn nè. Hai cái túi là các bạn mê rồi đúng không? Trời ơi, rất là đẹp luôn đó. Đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn đó. Cái áo này nè, mê lắm ha. Nói chung là trong cái video này đó, cái áo nào CC thấy cũng đẹp hết. Nó đẹp mà cái giá tiền của nó phải chăng nữa. Quá rẻ. Hai tô phở là đủ rồi các bạn. Tuyệt vời đó. Cái này là các bạn khỏi cắt like nha, vừa y luôn á. Tuyệt đẹp luôn. Đây, CC không có đếm nổi luôn đó, không biết số mấy nữa mà đẹp. Tiếp theo đây, cái áo này đó là CC có hai cái. Một cái kia hình như là màu xi măng, còn cái này nó là cái màu giống như là màu, màu này CC cũng không biết gọi là màu gì nữa. Ở trong phone hơi sáng quá, ở ngoài nó sậm hơn một chút xíu. Đây là cái áo đầm mà CC nói thật đó, các bạn mặc vào người các bạn không muốn cởi ra luôn. Vải thun, nó làm sao ta, nó mỏng mỏng ha, nó mát mát ha, mà cái dạng đầm may nó rất là simple, nó rất là đơn giản, nó rất là bình thường. Có cái túi nè, biết rằng cái túi chúng ta không đựng gì, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng cần đút cái tay vào trong túi. Mê cái áo này luôn, lịch sự, đơn giản mà đẹp. Cái này CC mua ở Macy đó. Nếu các bạn không có muốn cột rút lên như vậy, các bạn mặc dạng như vậy. CC đó là thích mặc cái dạng như vậy hơn là cột rút nó lên. Cái nào mà nó xếp ly á, CC lại thích rút. Nhưng mà những cái nó suông như vậy nè, chúng ta mặc như vậy đó, nhìn bụi lắm. Không cần cột cái sợi dây này thì các bạn cột ra đằng sau cũng đẹp nữa. Các bạn cột ít thôi, đừng có cột nhiều, vì cột nhiều nó giật cái túi ra đằng sau quá. Nói chung là tùy các bạn muốn sao, muốn tháo ra luôn cũng được. Mình muốn mặc kiểu gì mình mặc, những cái dạng này dễ mà. Miễn các bạn cảm thấy cái nào nó thuận tiện là chúng ta mặc. Nhưng mà CC là thích như vậy nè. Đó, mang sandal cũng được, mang guốc cũng được, mang dép lẹt xẹt đi cũng được. Cái mình vải nó mê lắm các bạn ơi. Nó láng thật là láng, mà nó mịn thật là mịn, nó như vải phi vậy đó. Nhưng mà không phải nha, nó là vải thun. Tuyệt vời luôn. Hai cái màu đều đẹp, cái kia màu xi măng, còn cái này là màu này, màu này màu gì ta, vỏ đậu hả? Chứ không biết phải không nữa. Đẹp không ạ? Rất là đơn giản, rất là đẹp luôn, thích lắm luôn đó.
Áo này cũng không có đắt tiền đâu ha, cũng rẻ lắm. Nhiều quên. Rẻ lắm, của CC là khoảng 2 tô phở. Đó, nè. Thấy rộng. Các bạn cỡ nào các bạn cũng mặc vừa hết. Đây là cái dạng áo rộng. Nhưng mà với CC thì nó hơi rộng quá. Với các chị em thì CC nghĩ chắc ok hơn CC đó nè. Đó, nó như vậy lận nè. Nhớ nè, khi mà mặc những cái loại vải thun mà nó dính vô người mình như vậy đó, thì các chị em phải mặc ở bên trong một cái body suit ha. Đó, nó sẽ thấy rõ ba vòng của các bạn. Đẹp vô cùng. Cái này đẹp lắm đó các bạn, mê luôn đó. Chị em nào thích thì nên mua một cặp này đi. Mê xì hết rồi. CC đi kiếm cho con CC đó mà ngoài mê xì không còn. Hết rồi. Lâu rồi. Đẹp không ạ? Đẹp ha. Đó. Coi như có hai cái ha, cùng size luôn, tại của CC mà. CC đi mua thấy con mannequin nó mặc đẹp quá, cho nên là CC bắt chước mua mặc thử đó, coi coi nó làm sao. Các bạn thấy sao? Y hệt luôn ha. Cái quần này là tại nhà CC có rồi, CC có nhiều lắm, cho nên là CC không có mua. Nhưng mà CC mua cái áo nè. Cái áo này nè, ở đây nó là cái bo nha, cái bo thun. Đó, nó như vậy đó các bạn. Trời ơi, con mannequin á, nó mặc rất là đẹp luôn. Các bạn thấy sao? Vải muslin. Đẹp không ạ? CC nhìn cái màu, CC mê quá, CC thích quá. CC có cái bóp màu này nè, mà kiểu cũng kín đáo, lịch sự, đẹp nữa. Cái này đó, CC nghĩ ở bên trong mình mặc cái váy cũng được, mặc cái quần dài cũng được. Hoặc là cái quần này nè, nhưng mà nó dài tới đây, tới cái đùi mình cũng được. Tại CC không có mặc cái quần mà nó dài tới đùi, CC chỉ thích mặc ngắn ở trên này thôi nè. Rất là kín đáo đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Nếu mà con mannequin nó không có mặc cái này, chắc CC cũng không hình dung ra được là nó như thế nào. Nhìn thấy nó mặc, cái CC đứng nhìn hoài, đeo cái giỏ cho mùa hè nữa. CC thấy đẹp nha, đẹp. Lạ lạ đúng không? Cũng rất là dễ thương ha. Cũng rẻ lắm, không có đắt tiền. Cho nên là cứ mua về để thử. Rất là đẹp đó. Chị em nào muốn mua cho CC biết nha. Ngày mai CC chạy ra mua liền dùm cho cái áo này. Rất là đẹp luôn. CC mặc size small nè. Không biết ngoài đó còn size gì CC không có biết. Nhưng mà CC lấy là size small đó. Cái này nó giống như là màu tím lá cẩm á. Ở trong phone mình nó hơi sáng quá, ở ngoài nó sậm màu hơn một chút. Đây là cái bo nè. Nếu mà chúng ta mặc ở trong là cái váy đi, CC nói thí dụ, thì bây giờ cái áo này nè, chúng ta cao lên như vậy cũng đẹp nè. Nếu mà chúng ta mặc cái váy ở bên trong á, thì đây là cái eo của cái áo nè. Chúng ta có thể kéo cao lên để cho nó phùng xuống như vậy cũng đẹp nữa. Rất lạ và rất đẹp luôn đó. Đúng không ạ? Đó. Mình cũng phải tiếp thu những cái gì nó mới, nó lạ lạ, nó đẹp đẹp một chút các bạn. Đẹp không ạ? Dễ thương nha, rất là dễ thương luôn đó. Màu sắc đẹp, kiểu dáng vừa đẹp vừa độc vừa lạ. Mà cái mình vải nó nhẹ nhàng vô cùng luôn. Thật ạ, được á. Đẹp hả? Dễ thương thiệt luôn đó các bạn. Rất là dễ thương luôn. Đó, chị em nào muốn mua cho CC biết ngay tiệm con CC nè. Mai CC chạy ra mua cho ha. Còn size gì CC không có biết nha. Nhưng mà cái này là size small của CC rồi ha. Đẹp đó các bạn. Rẻ tiền lắm. CC đang làm video cho các bạn thì điện thoại hết pin, cho nên bây giờ CC vào đây để sạc pin ha. Rồi chút xíu nữa CC sẽ tiếp tục làm video khác. Cho nên là bây giờ CC xin được tạm ngừng ở đây nha. Bye bye, I love you cả nhà.